Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Lâm Lâm Story và mình là My đây. Và theo như cái tiêu đề của video ngày hôm nay thì đó chính là 5 cái kỹ năng mà chúng ta cần thiết, cần phải có để xây dựng một cái mối quan hệ bền vững. Những cái mối quan hệ bền vững, những cái mối quan hệ thì nó là những cái rất là cần thiết, cực kỳ cần thiết trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Những ngày hôm nay, ngày nào chúng ta cũng cần phải tương tác với người này, người kia, gặp gỡ người này, người kia. Hoặc trừ khi bạn sống một mình ở trong rừng hoặc một mình ở trong hoang đảo thì bạn mới không cần tương tác thôi. Còn khi một khi mà các bạn đã sống ở trong cái xã hội này thì cái việc mà tương tác giữa người với người là cái chuyện bình thường và rất là cần thiết. Và còn gì tuyệt vời hơn khi xung quanh các bạn là những cái người bạn này, những người cộng sự rất là tuyệt vời, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ cùng với bạn. Những người mà khi mà bạn cần ấy, là họ luôn luôn giang tay đón nhận bạn ấy. Và nếu như các bạn không biết phải làm thế nào để thiết lập được cái mối quan hệ bền vững thì chúng ta hãy tiếp tục xem video của ngày hôm nay nhé. Điều đầu tiên đó chính là chúng ta cần phải lan tỏa cái năng lượng tích cực của chúng mình. Chúng ta hãy giữ một cái thái độ gọi là luôn luôn tích cực, lạc quan và vui vẻ. Để tiến tới một cái mối quan hệ bền chặt và bền vững hơn ý, thì cái việc đầu tiên chúng ta cần phải làm đó chính là trau dồi bản thân mình. Và thái độ của bản thân chính là cái ấn tượng khi mà người ta tiếp xúc với mình trong lần đầu tiên gặp mặt. Chúng ta gặp một người mới, một người bạn của mình hay là bất kể ai. Bởi vì là thực ra thì không ai muốn gặp một cái người mà vừa mới gặp đã rất là ủ rũ rồi bi than rồi. Khi mà bạn gặp một người lần đầu tiên ấy xong bạn cảm thấy là người ta ôi tự nhiên lại vừa gặp xong ông này ông ấy kêu hết người này đến người kia, mang cho các bạn một cái năng lượng rất là xấu ấy. Thì các bạn chắc chắn là đã các bạn không muốn gặp lần thứ hai đâu. Không nói đến là chuyện sau này mà đến lần thứ hai là các bạn đã không muốn tiếp xúc với cái người đấy rồi. Mình đã từng gặp một cái những cái người bạn như thế và kiểu dần dà thì chúng mình cũng sẽ tách dần nhau ra và không còn chơi với nhau thân hay bền nữa. Bởi vì sao? Khi mà các bạn gặp cái người mà mang năng lượng xấu, năng lượng tiêu cực thì các bạn ấy tự nhiên thân thể, cơ thể, tâm trạng của các bạn cũng bị bi quan theo. Và nếu như mà các bạn lại là một người có xu hướng mà dễ bắt chước và dễ kiểu theo người ta ấy thì đôi khi nó sẽ làm ảnh hưởng xấu đến các bạn. Bởi vì vậy cho nên là chúng ta hãy luôn luôn duy trì một cái thái độ lạc quan và tự tin khi mà chúng ta gặp một ai đấy hay gặp bất kể vấn đề gì đấy. Khi mà các bạn gặp một cái vấn đề gì đấy nhé, các bạn vẫn luôn mỉm cười và kể cả là chúng ta mếu thì chúng ta vẫn phải giải quyết vấn đề đấy đúng không? Cho nên là hãy giữ cái tinh thần lạc quan khi giải quyết bất kể vấn đề gì cả. Và chắc chắn là cái người bạn đấy, một cái người nào đấy người ta sẽ rất là ấn tượng với các bạn trong cái lần gặp mặt đấy đấy. Điều thứ hai đó chính là lắng nghe. Việc chúng ta chăm chú lắng nghe một cái đối tượng nào đấy, một cái người nào đấy, người ta chia sẻ về vấn đề của họ là một cách để mình tạo được niềm tin cho đối tượng, đối phương mà bạn đang trò chuyện cùng. Việc mà bạn lắng nghe người ta nói chuyện ấy, nó không chỉ là một cái phép lịch sự tối thiểu, mà hơn nữa nó chính là một cái điều mà khi mà bạn làm vậy, người ta sẽ cảm thấy là người ta rất được bạn tôn trọng. Và khi mà mình cảm thấy là có ai đó tôn trọng mình cảm thấy rất là vui mừng đúng không? Và cái việc mà chúng mình biết lắng nghe, khi mà mình ngồi mình lắng nghe một ai để nói chuyện ấy, thì nó sẽ giúp mình có thể khai thác được cái chiều sâu tâm lý của cái đối tượng mà bạn nói chuyện cùng. Và đôi khi các bạn sẽ có thể phân biệt được nét riêng và nét chung của cái từng cá thể mà các bạn gặp phải. Và từ đấy cái việc hợp tác làm việc của các bạn ấy sẽ trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn. Và cái việc học lắng nghe thì nó rất là hay đấy mọi người ạ. Và chúng ta hãy học cách lắng nghe và tuyệt đối không bao giờ cắt ngang khi bất kể một ai nói chuyện. Thông thường thì chúng ta hãy để khoảng tầm 3 giây, quy tắc 3 giây đi. 3 giây sau khi một cái người đối diện của mình người ta nói xong cái câu chuyện đấy rồi mình mới bắt đầu mình bước vào cái câu chuyện của mình. Và như thế thì câu chuyện nó sẽ thật là hoàn hảo luôn. Thank you.
Điều thứ ba đó chính là chủ động đề nghị giúp đỡ. Mình thấy có rất là nhiều người, người ta khi mà người ta ngại trách nhiệm ấy, người ta ngại trách nhiệm thì người ta ngại, người ta sợ, hay là người ta sợ cảm thấy là mình chưa làm tốt, chưa làm ổn ý, thì người ta không dám giúp đỡ, người ta không dám nói, không dám kiểu như là tôi có thể giúp được cái việc này không, hoặc là tôi có thể làm điều này giúp bạn không. Nhưng mà thực tế thì khi mà bạn đề nghị giúp đỡ một ai đó trong công việc hay bất kỳ vấn đề gì nhá, điều đấy lại cho thấy là bạn đang đánh giá khá là cao họ và bạn rất là tin tưởng vào cái khả năng của họ đấy. Và khi lời đề nghị của các bạn được chấp nhận ý, thì tức là sau đấy các bạn sẽ có rất khá nhiều thời gian hơn để tìm hiểu, trao đổi với nhau trong công việc, trong tất cả mọi thứ trong cuộc sống, để làm việc cùng nhau. Chắc chắn là khi đó mối quan hệ của hai người sẽ, hai bạn, các bạn sẽ có thể được thúc đẩy lên rất là cao luôn đấy. Bạn không thể trông chờ vào một mối quan hệ bền vững và lành mạnh khi mà bạn luôn luôn chỉ đầy những cái ngờ vực và hoài nghi. Sự tin tưởng thì sẽ khiến cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Và nó rất là đơn giản thôi, đôi khi chỉ cần là một câu khích lệ thôi, một câu hỏi, một câu ủng hộ hay một cái vỗ vai thôi, nó cũng làm cho người ta cảm thấy ấm lòng hơn và cảm thấy cuộc sống thật là tươi đẹp. Tin tưởng lẫn nhau theo một cách nào đó sẽ giúp bạn giành được trọn vẹn sự trân trọng, tin yêu và tín nhiệm từ người khác. Và cũng từ những yếu tố ấy, một sợi dây được hình thành gắn kết những tâm hồn đồng điệu trong cùng một khối. Và cái sự tin tưởng này thì nó không đến từ một phía mà nó đến từ hai phía và những cái phía còn lại. Tức là khi mà chúng ta luôn dành niềm tin cho nhau và cái người đối phương là cái người cố gắng vì cái sự tin tưởng của mình, thì hai người cùng sẽ tạo dựng được cái sự tin tưởng cho nhau. Còn nếu như mà kiểu mình không, vấn đề không phải là mình hoài nghi, nhưng mà khi mà người ta đã quá sai với mình quá nhiều lần rồi thì đúng thực sự là mình sẽ phải có một cái gì đó phân vân ở trong đầu là mình có nên tin hay không. Nhưng mà chúng ta hãy cố gắng dành những cái niềm tin, những cái sự tin tưởng, và hãy giữ lại cho bản thân mình những cái gọi là hoài nghi, ngờ vực. Nhưng mà đừng có dành quá nhiều những cái gọi là đặt quá nhiều niềm tin, sự tin tưởng vào một cái ai đó khi mà người ta đã sai hơi nhiều lần với mình. Mình nghĩ là mọi thứ nó nên ở mức độ gọi là cân bằng thôi, thì cuộc sống sẽ rất là tươi đẹp. Chân thành liệu có được chân tình? Nhưng mà chân thành là cái điều rất quan trọng cho một mối quan hệ. Sẽ rất là vô nghĩa nếu như mà các bạn ở trong một mối quan hệ và chỉ mong ngóng, lo lắng và suy nghĩ về cái những vụ lợi, những cái ích kỷ nhỏ nhen của các bạn. Và mình đã gặp rất nhiều trường hợp như thế rồi. Khi mà một người chơi với cả người khác ấy, người ta chỉ chăm chăm vào việc lợi dụng ấy. Nó không, đôi khi không phải lợi dụng về tiền bạc đâu, lợi dụng về tình cảm, lợi dụng về cái sự yêu quý của người ta dành cho mình, mà mình hơi tí là mình kiểu sai bảo người ta, hay là đe nẹt người ta, hay là cắt ca cắt cẩu với người ta. Và cuộc sống thì rất là khó khăn rồi, thế cho nên là chúng ta cũng không nên cho nó khó khăn hơn nữa bằng những cái lo toan ích kỷ nhỏ nhen lọc lừa đấy, phải không? Hãy đối xử với người khác như cái cách mà chúng ta đang yêu chính bản thân mình. Chỉ khi sự chân thành được trao tới cả hai phía thì quá trình hợp tác mới có thể trở nên tốt đẹp được hơn. Và cái mối quan hệ càng bền vững về sau này thì nó càng tuyệt vời. Khi các bạn có thật nhiều các mối quan hệ bền vững, tức là các bạn rất là một người rất tuyệt vời và ai cũng muốn ở cạnh các bạn, ai cũng muốn chơi với các bạn. Và khi mà các bạn có một vấn đề gì đấy thì sẽ luôn luôn có một người nào đấy sẵn sàng giang tay giúp đỡ bạn, chứ không phải là nhìn thấy bạn và quay mặt, quay lưng bỏ đi, đúng không? Và đấy là năm nguyên tắc rất là mấu chốt và rất là gọi là hãy luôn luôn nhắc nhở trong đầu mình rằng, và hãy luôn luôn nhắc nhở trong đầu mình rằng là mình phải làm như thế, mình cần phải làm như thế để xây dựng một cái mối quan hệ bền vững, và chắc chắn là nó sẽ không làm các bạn phải thất vọng đâu. Và video này của mình đến đây xin phép được kết thúc nha. Và hẹn gặp lại mọi người ở trong những video khác của Love Love Story nhé. Bye bye.